Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 của chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc hạng B sedan. Đó chính là chiếc xe Toyota Vios. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, tại thị trường Việt Nam được phân phối Toyota Vios nó có đến rất nhiều phiên bản. Ví dụ như cơ bản nhất là phiên bản E và phiên bản G. Phiên bản E thì đã chia làm hai phiên bản là E số sàn và E số tự động. Còn phiên bản G thì duy nhất chỉ có phiên bản G số tự động thôi ạ. Và cái phiên bản G số tự động thì nó đã có đầy đủ hết option rồi. Nếu như nhìn qua về phần bên ngoài thì quý vị và các bạn thấy được luôn phân biệt rõ nhất là bản E, bản G là quý vị và các bạn nhìn cái đèn bi này này. Đèn bi này là phiên bản G quý vị và các bạn nhé. Phiên bản G là bao giờ cũng đầy đủ đồ nhất, ví dụ như là đèn bi này, điều hòa tự động này, ghế da cao cấp nguyên bản của xe này. Chứ bản E là nó không có những cái option như thế này quý vị và các bạn nhé. Và chiếc xe này tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn, chiếc xe được sản xuất năm 2017, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, đăng ký từ năm 2017 và đã lăn bánh được hơn 4 vạn km rồi. Và cái đồng hồ này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là chúng tôi không tua. Nếu như quý vị và các bạn nào mà không tin thì là đến cửa hàng chúng tôi xem, tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem trực tiếp cái hình ảnh mà chúng tôi chụp tại nhà chủ xe, từ những cái từ cái xe ở nhà chủ xe như nào chúng tôi đã chụp ảnh hết lại, từ cái đồng hồ cho đến là tất cả mọi cái là tôi chụp hết tại nhà chủ xe trước khi mua cơ ạ. Đấy. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 448 triệu đồng quý vị các bạn nhá, vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi đấy ạ. Và nếu như quý vị và các bạn nào mà đang theo dõi ở trên mạng, đang có nhu cầu tìm hiểu mua chiếc xe Toyota Vios này mà theo dõi ở trên mạng ấy, thì là giá cả trên mạng nó chênh lệch nhau rất là nhiều nha. Từ bản E, bản G nó chênh lệch nhau nhiều ạ. Vì sao nó lại chênh lệch thì là quý vị các bạn biết rồi đấy ạ. Bản E thì là rất nhiều xe là mua về chạy dịch vụ, chạy Grab, cho nên là nó còn phụ thuộc giá cả, phụ thuộc vào chất lượng. Nó có thể chênh nhau từ chiếc xe đẹp, xe xấu, xe chạy nhiều, xe chạy ít, nó có thể dao động chênh nhau giá đến 50 triệu đồng đấy ạ. Nhưng riêng phiên bản G thì là phần lớn là những chiếc xe này đến phần lớn luôn nha, đến 90% là không chạy dịch vụ, cho nên là chất lượng của nó rất là đẹp, rất là mới, cho nên giá là giữ giá, giá nó rất là cao, chứ nó khác với phiên bản E ạ. Tại sao là nhiều người lại có gọi điện cho tôi bảo sao là xe cũ mà giá nó vẫn giữ giá vậy, thì riêng về cái phần Toyota nó đã giữ giá sẵn rồi quý vị và bạn ạ. Nhưng và cái phiên bản G là không chạy dịch vụ, cho nên là chất lượng nó tốt, cho nên là giá nó cũng sẽ giữ giá hơn quý vị bạn nhé. Sau đây thì tôi sẽ không dài dòng nữa, tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Vios G sản xuất năm 2017 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Vios G 2017 này nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần ngoại thất của chiếc xe như bên ngoài, xem nó như thế nào đã, có bị tai nạn hay không. Thì sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi nhé. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi vừa mới mua về được trong buổi chiều ngày hôm qua. Tôi cũng có đem qua đi, tôi đã rửa và hôm nay để quay chụp lên cho quý vị và các bạn ạ. Và chúng tôi cũng chưa có thời gian để dọn dẹp đi đâu quý vị và các bạn nhé. Nhìn tổng thể về cái phần bên ngoài, phần ngoại thất của chiếc xe còn khá là đẹp đấy quý vị các bạn ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi mua về chưa có dọn dẹp gì cả, và mấy tháng nay thì do Covid cho nên là chủ xe cũng không có đi lại nhiều, toàn để ở bãi thôi, cho nên là đây trong bãi, cho nên là nó có bị những cái vết bẩn đấy quý vị các bạn ạ. Những cái vết bẩn này đánh bóng là hết nhá, nhưng mà chúng tôi vừa mới mua về, tôi chưa có dọn dẹp, chưa có đánh bóng gì cả, thì ngay trong buổi chiều ngày hôm nay thì tôi sẽ cho đi đánh bóng để cho những cái vết bẩn này, chủ yếu là bẩn thôi chứ không có xước sát gì cả này, bẩn này, còn bên cái gương này thì nó có xước sát một chút ít, đánh bóng thì nó sẽ hết ạ. Và cái phần vỏ này thì quý vị các bạn thấy đấy ạ, không có bị tai nạn gì cả, rất là đẹp, không có bị xước sát, không có bị va chạm gì cả, nhưng còn rất là đẹp ạ. Chủ yếu là bẩn ố là do mấy tháng này dịch bệnh cho nên là không đi đến xe, cho nên xe để một chỗ nó hơi bẩn thôi, do nước mưa nó bám vào xe cho nên là nó ố. Đấy, ố những cái phần này. Và chúng tôi sẽ, chiều nay là chúng tôi sẽ đánh bóng đi. Và chắc chắn một điều rằng là quý vị và các bạn đến xem xe tại cửa hàng chúng tôi thì chiếc xe nó sẽ đẹp hơn cái hình ảnh mà quý vị các bạn xem này rất là nhiều đấy ạ. Đấy, nhìn về cái phần đầu thì quý vị các bạn thấy đấy ạ, phiên bản G đã được trang bị đèn pha bi, nó là đèn bi rồi quý vị các bạn nhé. Đèn bi này, bên dưới là đèn gầm này,
rất là đẹp đấy ạ. Chiếc xe còn rất là mới. Xi nhan đã được tích hợp trên gương chiếu hậu, và gương chiếu hậu là gương gập điện rồi quý vị các bạn nhé. Gương chiếu hậu gập điện này. Đây là cái cụm đèn hậu này, rất là đẹp luôn đấy ạ. Toyota Vios phiên bản G. Nhìn vào đây thì quý vị và các bạn thấy luôn đấy ạ, chủ xe cũng đã lắp thêm camera lùi rồi quý vị và các bạn ạ. Camera lùi đấy. Và vừa rồi tôi cũng đã giới thiệu với quý vị và các bạn, thứ nhất là chiếc xe này chạy hơn 4 vạn, đồng hồ hơn 4 vạn, và chúng tôi cam kết là chúng tôi không tua nhé. Và nhìn vào cái phần đồng hồ thì quý vị và các bạn phải nhìn qua cả về phần vô lăng này. Tôi biết chắc chắn một điều rằng là rất nhiều người cho rằng là cái đồng hồ công tơ mét thì là không tin tưởng về được salon anh em thợ nhé. Chiếc xe nào chúng tôi tua thì chúng tôi sẽ không bao giờ chúng tôi cam kết, còn chiếc xe nào chúng tôi không tua thì chúng tôi cam kết ạ. Đấy, vô lăng này hơn 4 vạn thì quý vị các bạn không phải xem vào cái đồng hồ để mà căn cứ vào chất lượng nhé, mà căn cứ này vô lăng này, cần số này. Chiếc xe này chúng tôi mua còn chưa dọn dẹp đây này quý vị bạn này, còn những cái đồ của chủ xe này vẫn còn ở trên xe đấy ạ, chúng tôi chưa có dọn dẹp gì đâu ạ. Đấy, vô lăng cần số, cho đến những cái táp lô này, nếu như chạy nhiều hay chạy ít thì những cái này nó sẽ bị mòn quý vị bạn nhé. Và điều đặc biệt nữa thì đây tôi sẽ cho quý vị các bạn xem này, cái dàn lốp của nó còn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2017 này, và cái dàn lốp của nó còn 2017 luôn đây này quý vị bạn này. Tôi cho quý vị bạn xem này, cả cái dàn lốp này nhé, dàn lốp theo xe còn. Nếu như chạy nhiều thì chắc chắn một điều là cái dàn lốp nó sẽ không còn nữa. Đấy, đét lốp 2017 đây quý vị các bạn ạ. Đấy, tôi sẽ cho quý vị bạn xem hết ạ. Đấy, cái này là sản xuất trước này, 2016. 2016 và 2017 nhé quý vị các bạn. Đấy, 2017 này. Đét lốp là 2017 luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, dàn lốp theo xe còn nguyên đấy ạ, rất là đẹp ạ. Là răng đúc cũng không có xước sát gì cả. Về phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe nhé. Đầu tiên là tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem về cái phần này, xem có bị đâm đụng hay va chạm gì không đã nào. Đây là cái phần keo chỉ của chiếc xe này. Đấy, keo chỉ còn nguyên hết đây quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi cam kết là keo chỉ nguyên bản đấy ạ. Đấy, ốc bản lề cũng còn nguyên ạ. Chúng tôi cam kết luôn ạ, còn nguyên hết, keo chỉ còn nguyên hết ạ. Phiên bản G cho nên là đã được trang bị này, từ những cái gương gập điện này. Gương gập điện thì bản E cũng có rồi. Vô lăng rất là mới này. Nội thất da này là nội thất nguyên bản quý vị các bạn nhé. Nếu như phiên bản E là phải lắp thêm, chứ bản G là đã có sẵn nguyên bản của cái ghế da này rồi. Và đây là cái tem của nhà sản xuất đấy ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2017 đấy ạ. Đấy, tem của nhà sản xuất đấy. Sản xuất năm 2017 ạ. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa sau bên phụ này cho quý vị các bạn cùng xem ạ. Đây, cũng như thế ạ, keo chỉ này còn nguyên hết luôn quý vị các bạn ạ, nguyên bản đấy ạ. Keo chỉ nguyên bản này. Đấy, nội thất đằng sau này rất là đẹp đấy ạ. Cái nội thất của chiếc xe Vios là nó màu kem, rất là sáng, rất là sạch sẽ, nhưng mà phải giữ gìn, còn nếu như mà chạy nhiều hoặc không giữ gìn thì nó rất là xấu đấy quý vị các bạn nhé. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần này, option cũng như là cái phần nội thất bên trong nhé. Đây, tôi sẽ bật cái đồng lên cho quý vị các bạn cùng xem ạ. Tôi nổ máy luôn cho quý vị các bạn cùng xem nhé. Thành phố Hồ Chí Minh, xe buýt, xe khách, xe hợp đồng và xe du lịch sẽ được hoạt động trở lại từ ngày 5 tháng 10 với đồng hồ công tơ mét đây quý vị các bạn ạ. 4 vạn tư. Đây là cái đồng hồ mất rồi. 4 vạn tư này, 4 vạn tư km này. Chip A, chip B. Đấy. Chúng tôi mới mua về nhé, và đồng hồ là 4 vạn tư quý vị và các bạn ạ. Đồng hồ công tơ mét 4 vạn tư, và cái đồng hồ này thì chúng tôi cam kết là chúng tôi không tua.
Và đây là cái điều hòa tự động này, ở phiên bản G này đã có điều hòa tự động này. Đầu CD nguyên bản theo xe. Và cái trên này là quý vị và các bạn thấy chủ xe lắp thêm cái này là camera trước nhá. Camera trước, camera sau, tức là camera hành trình đấy. Và có cả camera lùi luôn, nếu chúng ta vào số lùi thì nó sẽ hiển thị lên cái màn hình này. Và cái màn hình này cũng là giải trí đa phương tiện luôn quý vị và các bạn nhé. Rất là nhiều ứng dụng này. Giải trí đa phương tiện và có cả camera lùi luôn, rất là hiện đại. Rất là đẹp luôn này. Chạy nhiều hay chạy ít thì quý vị và các bạn xem, những cái phần da chúng ta có thể làm lại nhé. Những cái phần nhựa này là không làm lại được quý vị và bạn này. Những cái phần nhựa này là không làm lại được đâu nhé, không làm mới lại được đâu. Chạy nhiều hay chạy ít là chúng ta phải căn cứ vào rất nhiều yếu tố, chứ không phải là mỗi cái đồng hồ công tơ mét đâu ạ. Và đây là cái phần cốp sau của xe quý vị và các bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn cho quý vị và các bạn xem về cái phần ốc cốp đã này. Còn nguyên bản hay không đây thì quý vị các bạn thấy luôn đấy ạ. Ốc cốp còn nguyên, chưa tháo này. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết luôn đấy ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là keo chỉ còn nguyên như này đấy ạ. Và cái ốc còn nguyên đấy ạ. Nếu như đâm đụng hay là va chạm rồi là chúng ta nhìn cái ốc này là biết ngay đấy ạ. Keo chỉ còn nguyên hết đấy ạ. Và đằng sau thì quý vị các bạn thấy đấy ạ. Những chiếc xe mà chạy nhiều hoặc chạy dịch vụ thì là cái cốp này nó sẽ rất là bẩn và nó xước. Những cái phần nỉ này xước ra thì không thể làm lại nó mới được như thế này đâu ạ. Đấy. Lốp sơ cua đấy ạ. Lốp sơ cua thì cũng đã hạ rồi quý vị các bạn nhé. Đấy, lốp sơ cua thì hạ rồi này. Đấy, chủ xe này là cũng hay dùng cái lốp sơ cua này. Tức là khi bị xịt lốp là tháo ra là để dùng một thời gian dài dài rồi mới bắt đầu dùng thay cái khác đấy. Chứ không có những người là chỉ có thay tạm thời xong về thay luôn. Đây chủ xe cũng dùng luôn, cho nên là cái lốp sơ cua này nó cũng mòn giống như những cái lốp kia. Và đây là cái phần táp bi cửa sau bên phụ quý vị các bạn nhé. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết này. Táp bi này rất là mới, rất là đẹp luôn ạ. Ốc bản lề cánh cửa này, ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên. Đấy, những cái này là chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả, cho nên nó bẩn đây này. Chứ nếu như dọn dẹp sạch sẽ đi là nó rất là mới ạ. Đấy. Chiếc xe này thì chiều nay thì có lẽ chúng tôi sẽ cho đi đánh bóng về bên ngoài một chút thôi. Chứ về cái phần nội thất này thì tôi sẽ tiết kiệm. Tại vì là không đến mức phải dọn sạch sẽ lắm đâu, vì là nó cũng tương đối là sạch rồi đấy ạ. Và chủ xe cũng đã lắp cái bộ thảm lót sàn 5D đây quý vị các bạn nhé. Đấy, thảm lót sàn 5D này. Rất là cẩn thận rồi. Rất là đẹp đấy ạ. Ghế đằng sau này cũng rất là mới này. Không nhất thiết là phải dọn nữa ạ, vì chiếc xe này chưa dọn đã đẹp lắm rồi đấy ạ. Và đây là chiếc táp bi cửa trước bên phụ đây quý vị các bạn nhé. Táp bi này. Rất là đẹp luôn này, keo chỉ cánh cửa này. Còn nguyên bản hết quý vị các bạn ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả thì nó còn đẹp như này đấy. Ốc bản lề cũng rất là đẹp. Đây thưa với quý vị và các bạn ạ, nội thất thì rất là đẹp rồi đây. Chúng tôi vừa mới lấy về chiều hôm qua, chỉ có đi rửa qua cái phần bên ngoài để tôi quay tôi chụp ảnh cho quý vị và các bạn cùng xem thôi, chứ còn chưa có dọn dẹp gì được đâu. Đây là những cái đồ mà chủ xe dọn xe lấy lại đồ, những cái không lấy nữa thì chủ xe vứt lại trong xe đấy. Đây cho quý vị và bạn thấy đấy, chưa dọn dẹp gì đâu nhá. Nếu như dọn dẹp là những cái này nó sẽ sạch này. À, đây là bẩn, đây là những cái vết bẩn sau thời gian sử dụng ạ. Để tôi quay chi tiết vào đây cho quý vị và các bạn cùng xem này. Chưa dọn dẹp gì nhé. Đây những cái hốc này, này. Hốc gió này nó còn bẩn đây này. Đấy, hốc gió này nó còn bẩn, chứ nếu như dọn sạch sẽ đi thì nó rất là đẹp. Nếu như dọn sạch được thì những cái trong này nó cũng rất là sạch đây quý vị và các bạn ạ. Đấy, tuy nhiên là chưa dọn thì nó sẽ bẩn như thế này. Cơ bản là chiếc xe này là chúng tôi cũng chỉ có đánh bóng bên ngoài đi thôi, chứ còn bên trong như thế này là tôi thấy là tương đối là đẹp rồi đấy ạ. So với một chiếc xe 2017 là sau 4 năm sử dụng rồi quý vị các bạn nhé. Đấy, từ những quyển sách hướng dẫn này, các thứ là còn hết luôn ở trong đây ạ. Đấy, còn hết luôn đấy, đầy đủ hết luôn ạ. Về cái phần ngoại thất và nội thất thì rất là ok rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe nhé. Sau đây thì tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem trước là cái phần ốc cabo đã nào. Nếu như đâm đụng hay là bị va chạm gì cả thì bắt buộc phải tháo những cái ốc cabo này ra. Đấy. Alo.
Dạ đúng rồi, con 215 và 217 đều có hết ạ. Vậy bản G217 đúng không? À, 448 ạ. Vâng. Bản G thì nó cao hơn chứ bản E thì nó chạy nhiều. Bản E nó có nhiều kiểu cho nên giá nó rẻ hơn. Bản E hay chạy dịch vụ cho nên giá nó rẻ, chạy nhiều. Vâng. Bản G thì không hay chạy dịch vụ mấy cho nên là nó giá cao. Để em ở Hà Nội 16 Tô Hữu Hà Nội ạ. Dạ vâng ạ. Vâng. Ốc cabo nguyên bản luôn quý vị các bạn nhé, keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn này. Đó, keo chỉ còn nguyên bản hết cho nên là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu ạ. Còn nguyên bản và còn rất là đẹp đây này. Từ những cái tem này, tất cả con tem ở trên cabo này còn đầy đủ hết này. Ốc cabo này, đó. Ốc cabo còn nguyên hết đây quý vị các bạn nhé. Đấy, từ những cái ốc xương đầu này còn nguyên bản hết đây quý vị các bạn ạ. Máy móc thì rất là đẹp rồi quý vị và các bạn ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi không phải dọn máy nữa đâu ạ. Chúng tôi mua về là nó như thế nào là chúng tôi để nguyên để bán như thế vậy thôi quý vị và các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn đây ạ. Chưa có dọn dẹp gì mà nó đã đẹp như thế này rồi đấy ạ. Cơ bản là mỗi cái phần bên vỏ nữa thôi. Cái vỏ là do lâu mấy tháng nay dịch không đi cho nên là phải đánh bóng đi chứ vì nó ố. Ố sơn nước mưa nó vào để nước mưa nó vào nó ố chứ còn là từ nội thất cho đến máy móc như thế này thì rất là đẹp rồi quý vị ạ. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu về chiếc xe Toyota Vios phiên bản G này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn ạ. Nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu thì chúng tôi mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 448 triệu đồng quý vị và các bạn nhé, vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.